Dạ, Diêm thân chào chị các bạn. Hôm nay một buổi sáng rất là đẹp trời. Hôm nay là ngày con nước mùng 2 âm lịch của tháng 11. Tháng 11 và bao nhiêu năm gì nhỉ? Năm Kỷ Hợi hả? Chuẩn bị qua năm Canh Tý rồi nha các bạn. Còn 2 tháng nữa thôi, rất là nhanh. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 11 năm 2019 rồi. Sáng nay con nước rồng nha các bạn. Người ta thường nói là con nước rồng rồi con nước lớn. Buổi sáng nay lúc con nước đang rồng và Jim đã có mặt ở khu vực ở cái bãi này là gọi là bãi bãi dứa của thành phố biển Vũng Tàu nha các bạn. Ánh bình minh, ánh mặt trời vừa lên nên ta hôm nay nhìn một cái bãi dứa rất là đẹp, rất là thanh bình nha các bạn. Gió thì nhẹ, sóng biển thì lăn tăn thôi. Cái này đi ngay cái dốc bãi dứa này là một trong những cái dốc huyền thoại nha các bạn. Xuống cái dốc này nó có cái cây dương đó. Cây dương biển, hai cây dương mà giống như hai cây tình nhân đứng với nhau. Kia bên đây có một cái club gì anh chị các bạn, Marina Club. Ta có thể cà phê, nhà hàng và tổ chức những cái buổi tiệc bé bé chỗ này. Dạ, hôm nay mình chị các bạn chúng ta cùng đi ngắm cái bãi dứa lúc cái thủy triều cạn chứ các bạn. Thường thường đi ngang cái bãi dứa là cái lúc thủy triều nó lớn không à. Bữa nay thủy triều cạn này ra đây ngắm cái cảnh này. Bên một cái bây giờ nó thành một cái bar club. Một tháng mà chờ mấy ngày này cũng hơi lâu nha các bạn. Tháng được có 1-2 ngày thủy triều nó rút về thôi. Mình đi ra đây là mới thấy được cái khu vực ở ngoài đây. Đa phần là nước nó che hết rồi. Dạ, đi ngang cái con dốc này không biết bao nhiêu lần rồi nha các bạn. Dốc bãi dứa này nè, nên là bữa nay có dịp thủy triều nó xuống, mình ra đây để ngắm cái cảnh từ ngoài biển mình ngắm vô. Đi theo men men mấy cái hòn đá này. Wow, rất là nhiều hàu nó bám lên đây nè. Dạ.
bãi dứa là bãi dâu và bãi sau, bãi trước nha các bạn. Wow. Cảnh này ngắm hoài không chán chứ các bạn. Đó. Đây, dạ. Bữa nay mình ngắm ở thủy triều rút chút xíu. Đi lên mấy cái gờ đá này hết sức cẩn thận. Ôi, có mấy cái răng để ăn cháo, cơm thôi. Wow. Hôm nay thủy triều cạn nên ra đây ngắm được cái cảnh ngoài đây như các bạn. Nhìn đi xa xa ra ngoài, không có đi thuyền ra ngoài thì phải có dịp đi. Nên canh những cái ngày thủy triều rút đó, mình đi ngắm cảnh. Nó có những cái khung cảnh nhìn nó khác biệt hơn rất là nhiều. Thường thường khi đi du lịch hay là đi chơi, mình đi ngang chỉ vài phút thôi, hoặc là vài ngày thôi, chứ không có đúng cái ngày thủy triều như mình mong muốn. Nên phải canh lịch như các bạn, đi chơi cũng phải lên lịch. Tất nhiên là phụ thuộc thời tiết nhiều thứ. Ây da. Thường mấy ngày này thủy triều rút anh chị các bạn, mình có thể đi bộ ra được có Hòn Bà, ngắm cảnh từ ngoài đó, đi viếng Hòn Bà. Cũng lâu rồi Jim mới có dịp là đi dạo phía dưới khu vực ở bãi dứa lúc mà thủy triều xuống nha các bạn. Chỗ này thời tiết nó cũng có nhiều cái biến đổi nên là bữa nay là nhân dịp. Dạ, thường thường là tắm ở khu vực này nè các bạn, đó, lúc mà nước lên đó. Hôm nay thấy nguyên cái bãi cát rất là dài luôn. Ra ngoài đây có chút xíu là có chỗ này có bờ đá. Bây giờ phải đi dọc qua bên đây một chút xíu. Ngắm cái cảnh mà sóng biển nó đánh vào. Dạ. Đi bộ mà ngắm cảnh những cái này rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Nó rất là đã. Thank you.
Bãi dứa thì bãi dứa, bãi dâu nó không có giống như bãi sao như các bạn. Đặc trưng của mấy cái bãi dứa, bãi dâu thì nó có những cái đá ngầm nên là cái bãi cát ít hơn. Nhưng mà cảnh rất là đẹp nha các bạn. Chụp hình sóng ảo khu vực những cái bãi biển này rất là thích hợp. Này mà mặt biển phẳng lặng luôn, bầu trời trong xanh như bạn. Wow. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 11 rồi, 2019 với các bạn. Còn có một tháng nữa thôi, tháng mấy ngày đó là qua năm 2020 rồi. Đúng là thời gian là không có chờ đợi ai hết á. Đi gần gần ở đây thì nghe cái tiếng sóng biển là như vậy bạn. Ở kia có chiếc thuyền máy. Chỗ này Jim đứng quay phim, chỗ này bị ngược ánh sáng nè nha các bạn, đó, ngay ánh mặt trời luôn á. Wow, đi qua đây tiếp. Có mấy anh cua anh đang bò mà mình đi tới là anh chạy vào trong hang hết. Ôi trời, rất là nhiều luôn, bò trên cái bờ đá này như bạn. Chạy đằng bên này chạy lăn xăng đó luôn á. Con sóng xô bờ của anh chạy.
Wow, cảnh này giống cái bài hát, trong cái bài hát phiến đá gì đó, phiến đá sầu á. Em thôi tôi thì đã có lý do. Wow. Dạ, yeah, đứng đây ngay khu vực ở gần bãi dứa như các bạn, ngắm về xa xa con đường Hạ Long đúng hướng về khu vực bãi trước như các bạn. Miên man sóng vỗ luôn, sóng vỗ đi đùng. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng Jim ngắm cảnh khu vực bãi dứa khi thủy triều xuống lúc mà nước rồng. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.